Hôm nay mình mới demo một cái prototype của cái cục gọi là TKLK Hardware Player. Nó là một cái cục player giống như DVD đó. Giống như đầu DVD, có thể chơi karaoke, có thể xem phim. Xem phim 3D, xem phim 1080p. No problem. Ok, hiện tại bây giờ nó đang off state thì mình có để một cái đầu để đo điện đây, thì nó, khi mà nó đang off state ăn 0.5W. ok, cái cục này nó có đây power cable đưa vô đây, HDMI đi ra, Ethernet để gắn vô network. Trước này thì có hai cái USB, hai USB 3.0, sau này có hình như cũng bốn cái hay hai cái sau này USB 3.0. ok, thì bây giờ nó đang là off state thì mình sẽ dùng cái remote này. Cái này là cái remote này cũng mấy đồng cái thôi, mua online. Ok, thì cái này cái remote này nó support giống như cái MCE remote support chưa cao, ok, thì nó cũng sẽ support cái cục này. Ok, so đây là cái nút power, nhấn nút power thì nó sẽ turn on cái cục đó. Ok, thì TV cục này mình hút vô TV. Ok, thì nó boot up. Ok, bật lên thì nó boot up, thì nó lên đó, khi mà nó lên đó nó sẽ đây là cái menu. Ok, mình dùng cái remote mình mới điều khiển, mình select mình không biết. Bây giờ đây là cái mode này là hát karaoke, xem phim, này về settings về âm thanh rồi, này restart cái này off. Ok, so let's try off mic. Ok, immediately thì nó turn off cái mic. Ok, bây giờ thử lại này, cái power. Một, hai, ba, bốn, khoảng chừng 4-5 giây thì nó có thể boot vô được. Ok, so let's see, bây giờ hát karaoke này thì mình sẽ chọn cái mode hát karaoke với enter. Thì ở đây nó chưa có gì hết thì mình chỉ có test một cái bài hát thôi. Thì khi ở đây rồi á, thì nó giống như trong TKLK Free hoặc là Pro, có thể dùng remote để chỉnh volume rồi lựa bài hát này nọ. Hiện tại đang chạy đó, chạy VOM thì nó ăn con chừng 11W. Nếu chạy SD nó ăn ít hơn đó. SD có GPU acceleration đó thì nó lại hết hơn. Thằng VOM là gì, nó không có sự hỗ trợ của GPU cho nên nó ăn cũng tương đối nhiều là 10W. Nhưng mà nhiều so cục này thôi chứ còn 10W thì rất là ít. Volume control là mình cũng có thể chỉnh được từ remote. Nói chung là khi mà nó hát ok thì giống như trang trung thiết ok bình thường. Ok, thì bây giờ mình sẽ off mình exit. Những nút trên remote thì nó sẽ không nó exit cái mode karaoke. Bây giờ ví dụ cái mode vô xem phim đi, thì mình sẽ dùng HBMC để mình play video. Ok, trong này mình có vô system setup rồi này đó, mình sẽ vô video. Ok, cái video thì để đây mình sẽ demo, mình sẽ play một cái này thứ Nga 110, thứ Nga 110 thì nó đại khái. Cái này là cái ISO nó là 40 gần 44 GB. Cái này là dual layer Blu-ray,
Ok. Thì cái file này là as you can see, cái file này là over the network, cho nên cũng không có store trên thực này. Muốn để cho USB cũng được, nhưng mà cái này mình đang chứa ở một máy khác. Ok, thì cái này là giờ cái interface là của SBMC rồi, bây giờ mình có thể làm cái là skip này. Ok, thì bây giờ hiện tại đó kết quả này cái audio này hiện tại anh đang đưa ra cái đầu này nè, thì là cái này chỉ có là 5.1 thôi, thì nó không có DTS rồi, chứ như ví dụ có phim Mỹ á, mà có DTS subtitle rồi thì XBMC nó connect, nó support hết. Mình đưa cục này đưa ra bitstream audio, tức là đưa ra raw audio thì cho decoder ở ngoài nó có thể decode như là DTS signal, nó ra đưa ra ngoài nghe rất là hay. Ví dụ như bài này, cái này là hiện tại nó là 1080p thì audio đang chọn là 5.1, thì cái đầu này của mình là cái này thì cơ 5.1. Ok, thì ở trong FBMC ấy, mình có thể chọn những cái option như là lựa phim khác coi, hoặc là ra ngoài cái menu, rồi đó. Thì nãy giờ là không bao giờ không dùng keyboard nha, mình dùng cái remote thôi. Nếu mình chọn access á thì nó lại đi ngược lại cái main dashboard. Ok, that's it for now. Cái này là very early on, nhưng mà mình cũng tại vì anh đợt nào có hỏi xin coi demo cho nên mình cũng demo, nhưng mà hiện tại nó đang là very early on, cũng cho nên cũng không có nhiều cái này sao.